1 2 3 4 đi ạ. Phường Hậu Tây Bà trai cười vận thiền qua của hai bà. Nhớ hòa bà ngâm lang, nhớ hòa bùa lông lửa cơ bà mà ư. Nhưng người ta dự tiền xào, chứ ta dự tiền xào báo cơ bà mà lo. Sao nó tở cổ ế bản say, chứ ta ngửa cổ ế bản nặng cơ bà. Thế mà sao có sáu nòng hoa cho bà, có chứ bàn khéo năm lòng khéo cấu cơ bà. Sao thì sang trai cười vận thiền hoa cho bà sửa bốc hòa, lúc qua sửa bạc bà lúc này. Nước vài khèn ớt từ vân ra lửa, lúc này nó phải to, năng ta tùy phường hâu. Chú tại bản thành nhám sao nó u, huyền điện huyền đông cơ bà mà ư. Chứ bàn trai lại cũng chung cho bà, hòa miếc anh cả đình cơ bà mà lo. Trinh lại cáo lại mới ảo ảnh em ảnh nòng bà mẹ bì nòng sòng bản sám na sòng huyền sám xá bì nòng lắc chầm hấp phần vẫn hạt nhâm phanh phải đi văn giảm thả lắm ngựa sở lì vì hồi kiểu chỉ thẳng ngay hùa kề là tăng nó khen tổng hồng môn tên mà mất tủng mất công mất năng đầu sau người bớt đủ sổ làm và sổ xá chứa đang sở xung khỏi phải nằm bà bì con sẵn sẵn xưa hết cờ sổ chúc ở tất lại bà. Dạ vâng, kính thưa quý vị khách quý trân trọng và kính mến. Và để khép lại giây phút chờ đợi của quý vị từ đầu chương trình tới giờ, ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời cô sơ Quỳnh Phương, thánh duy cùng với chú rể Vân Thiên. Xin mời cô giao quà, chú rể chúng ta hãy cùng nhau nắm thật chặt tay nhau, vần nở những nụ cười thật tươi thật hạnh phúc nhất để trở về trung tâm sân khấu chính để chăm sóc toàn thể của. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý trân trọng và kính mến, có thể cô dâu và chú rể chúng ta có được một đại lễ vu quy diễn ra vô cùng sang trọng và lịch sự nhất trong buổi chiều yêu thương ngày hôm nay thì không thể thiếu được công ơn sinh thành dưỡng dục trời biển của những bậc làm cha làm mẹ. Ban tổ chức trân trọng kính mời về phía bên gia đình nhà gái, trân trọng kính mời bố Lương Văn Xuyến và mẹ Lò Thị Lan. Về phía bên gia đình nhà trai, trân trọng kính mời bố Bì Văn Yên và mẹ Thọng Thị Hoan. Xin mời đại diện hai bên gia đình của chúng ta sẽ trở về trung tâm sân khấu chính để ra mắt cùng với hai người con thân yêu của mình. Trân trọng kính mời và một tràng pháo tay thật lớn để chào đón được quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quý chồng và kính mến, trên sân khấu ngay lúc này đây đang có sự hiện diện trước toàn thể quý vị đây, đó chính là gương mặt của chủ nhân tấm thiệp hồng trong buổi trưa ngày hôm nay đây. Ban tổ chức trân trọng được giới thiệu về phía bên gia đình nhà gái có bố Lường Văn Xuyến và mẹ Lò Thị Lan. Về phía bên gia đình nhà trai có bố Vì Văn Yên và mẹ Đồng Thị Hoan. Và đứng trên giữa sân khấu đó chính là chủ nhân của tấm thiệp hồng trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay, đó chính là cô sơ Quỳnh Phương, thánh dân cùng với chú rể Vân Thiên. Và để đáp lại những tình cảm thân thương của toàn thể quý vị quan khách từ đầu chương trình tới giờ, ban tổ chức trân trọng kính mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta sẽ cúi chào một cái cúi thân thơm nhất, thay cho lời cảm ơn chân thành nhất cho toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa yêu thương ngày hôm nay. Và một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nha. Và giờ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý trân trọng và kính mến, và người ta thường nói là người nào vui bằng người vui, hạnh phúc không giờ nào đẹp bằng cùng giờ lứa đôi. Và để cho chú rể đơn qua phải thận cả ba canh, mong sao cho đến giờ lành trưa nay, mà trưa nay thì trời đất đắng say để cho bọn họ về đây xung vầy. Và ngày hôm nay ngày 29 tháng 2 năm 2024, tức ngày 20 tháng 1 năm Giáp Thìn, tại gia đình người gái bản Thanh Nhám, xã Long U, huyện Điện Biên Đông, bố mẹ hai bên gia đình cũng đã chọn được ngày thật lành và tháng thật tốt long trọng tổ chức mừng đại lễ vô quy cho cô dâu Quỳnh Phương và chú rể Văn Thiên, cùng với sự chứng kiến đông đủ của tập thể quý vị quan khách và được sự nhất trí của chính quyền địa phương nơi sở tại, được sự ủng hộ đồng tình vun vén của hai bên gia đình, được sự tình nguyện tự nguyện của đôi bạn trẻ. Ban tổ chức chúng tôi xin được thông báo với tập thể quý vị rằng thời gian mà cô dâu Quỳnh Phương sánh duyên cùng với chú rể Văn Thiên yêu nhau tính đến thời điểm buổi trưa ngày hôm nay cũng đã đủ tháng đủ ngày đủ tiền và đủ gạo đủ tạo làm chồng đủ công làm vợ đủ thuốc và đủ chè dùng cả hai họ bốn bên về đây chung vui. Và ngay giây phút này đây không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa, ban tổ chức trân trọng tuyên bố buổi đại lễ vô quy của cô dâu Quỳnh Phương sẽ duy cùng với chú rể Văn Thiên. Văn Thiên, Quỳnh Phương xin phép được chính thức bắt đầu.
Dạ vâng, quý thân thể quý vị khách quý trân trọng và kính mến. Và ngày hôm nay rất vui mừng cho em Dinh Ngọc Tâm đến từ bản Thanh Chính, xã Long Luống, huyện Viên được trở về đây được bố mẹ hai bên gia đình cũng như là cô dâu và chú rể tin tưởng và ủy quyền cho là ba tổ chức. Thay cho lời cảm ơn chân thành nhất cho thân thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, và ban tổ chức xin được gửi lời cho hai bên gia đình cũng như là gửi lời cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn những tình cảm thân thương của thân thể quý vị quan khách của chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, bất chấp thời gian thì giờ và ngọc quý báu của mình để trở về đây mang những lời chúc tốt đẹp nhất để gửi tặng tới cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, và chúc cho thân thể quý vị quan khách của chúng ta có thật nhiều sức khỏe, may mắn, thành công hơn trong cuộc sống của mình. Trân trọng cảm ơn thân thể. Ở sáu chiếc xe lái ba mẹ bị lòng bản khoáng hàm banh thôi ngọt hai cửa xăng lòng ngô ngô đán đất cả hai ba trên cầu tâm dù thứ bản thành chính xăng lòng vương xong thì cả hai đầy ải êm đi ba thời hàng phòng banh thâu tin tưởng giám pháp hảo phòng một chiếc vàng ngọt phát thắp pháp hạng hàng hóa tích lại ba mẹ bị lòng bản khoáng hàm banh ngọt. Và giờ vâng, kính thưa quý vị khách quý trân trọng và kính mến, và để đánh dấu mốc son lịch sử này, kể từ nay cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng nhau chúc ông, chúc bà, chúc cha, chúc mẹ và đương nhiên là chúc cả những đứa con xinh xắn về sau, thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ tiến lên phía trước hai bước đi ạ. Và từ từ quay mặt vào nhau, trao cho nhau những kỷ vật tình ước thiêng liêng nhất của cuộc đời mình, đó chính là một cặp nhẫn cưới ạ. Trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, một hình ảnh vô cùng tuyệt vời và lãng mạn lắm. Dạ vâng, một cặp nhẫn cưới từ điểm vòng tròn, không có điểm khởi đầu và cũng không có điểm kết. Dạ vâng, và quả đúng là nhẫn này anh dành tặng em. Duyên trời đã định kết duyên với mình và em trao nhẫn cưới trung tình. Để tận nay hai đứa chúng mình có nhau. Và một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn thật lòng nhiệt đi ạ. Dạ vâng, quý thân thể quý vị khách quý trân trọng và kính mến. Và ngày hôm nay đây, ngày vui, ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể, thì những bậc làm cha, làm mẹ cũng có những món quà thân thương nhất thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất để gửi tặng tới hai người con thân yêu của mình. Về món quà đầu tiên trân trọng kính mời. Đây là món quà đến từ bố mẹ của cô dâu ạ, trân trọng kính mời ạ. Vâng, ngày hôm nay đây, ngày vui, ngày hạnh phúc của hai người con thân yêu của mình, thì những bậc làm cha, làm mẹ cũng có những món quà thân thương nhất hay cho những lời chúc tốt đẹp nhất để gửi tặng tới hai người con thân yêu của mình. Mong rằng từ nay về sau, cho dù cuộc sống có khó khăn hay là sóng gió, mong cho hai người con thân yêu của mình cũng vẫn sẽ nắm thật chặt tay nhau, vẫn nở những nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc nhất đi trên con đường hạnh phúc của mình. Hôm nay pháo nổ quá trời, mẹ tặng hai đứa một lời vàng son, rằng dâng hiền thể thảo nhà con, mang công cho mẹ sớm hôm tới kề. Và đây là chiếc quà nhỏ tấm lòng son, mẹ tặng hai đứa là để nuôi con sau này, đấng sinh một gái một trai, hai con khôn lớn thành tài cho mẹ vui. Xin nhận đứa lời cho cô dâu và chú rể, xin được cảm ơn những món quà thân thương nhất của bố mẹ cô dâu, và chúc cho bố mẹ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn là điểm tựa vững chắc cho hai người con thân yêu của mình. Trân trọng cảm ơn. Và một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nào quý vị ơi. Một hình ảnh vô cùng xúc động và đầy ý nghĩa đúng không ạ? Dạ vâng ạ, và món quà tiếp theo là món quà đến từ bố mẹ của chú rể con thân yêu của mình trong ngày vui, ngày hạnh phúc ngày hôm nay đây. Và xin mời món quà của bố mẹ của chú rể ạ. Dạ vâng ạ, một món quà vô cùng ý nghĩa quý ơi. Tuy món quà mang những hương vị tình yêu, tình thương của bố mẹ chồng để gửi tặng tới người con dâu thân yêu của mình, và những lời chúc tốt đẹp nhất để gửi tặng tới hai người con thân yêu của mình, cho dù sau này có vất vả hay là gian nan, vẫn mong hai người con thân yêu của mình trăm năm hạnh phúc bạc đầu nghĩa phu thê.
Dạ vâng ạ, xin được dẫn lời cho cô dâu và chú rể. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới một món quà của bố mẹ của chú rể, và chúc cho bố mẹ có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn là điểm tựa vững chắc cho hai người con thân yêu của mình. Và một tràng pháo tay thật lớn có thể chúc mừng nhau quý vị ơi. Một hình ảnh vô cùng sôi động đúng không ạ? Hãy cờ xóa chiếc thế này, hôm nay mình đang bàn xuống học bánh thôi rồi. Hãy cờ xong học ngu làm nước đá trên ngọc đông. Dù các bạn thành chính xong học luôn bên viên hâu. Xong đi cửa hai đại ải em, cô giàn tản nai, sóng phá chưa tới ba cửa hàng bằng bánh hâu. Tin tưởng giá khoác ở dên bàn ồn ta. Theo con hảo hàn nâng hợp tinh lại, bà mẹ bình đang bàn phẩm hâu. Hãy đi cờ có chữ tố là bán từ ít xò chiêng. Cho chiêng vừa trưởng phủ trợ lý, chiêng bí thư phủ trợ quảng. Cho chiêng phủ trang tránh sảng lại bàn ứng hồng. Cho chiêng cung hậu sổ hé là năng hiến kính ghe. Cho chiêng xúc ý sang giọng sáng ngược sang mềm năm tiền, chứ sớm ai phải liền tuổi sống sao sáo xa cho bà mới lo. Nhân châu phải lắng sang phố già tả hai xuân khỏi. Có hạng bằng dây kính có bảng có cuống có bì giống lòng có huyện có trò. Phần nhắc không biết bóng là đè bóng đi khẻ lời hai. Và hát bảo hơi phút chắc nhầm ngầm của hát phút cúng. Với hát phút nà vườn tà lượng cùng pha lượng cùng luôn. Lấm chèm với cùng cùng chai ba lẻ dù công mang quà dù pháp mang dài. Dù chiếc vườn đầu cú cầu vườn cong. Chiếc lần chẳng ôm hát kính khẩu cầu vườn ca chẳng ôm hát kính ngôn cho bà mới lo. Chẳng hai tóc sảy mắt mưa tóc mưa mắt điên con trong điên chẳng sùng mê chẳng trùng chẳng nhớ. Chẳng nhớ biết lâu sùng biết bà chẳng mà biết co biết mê hà ngữ. Khăn để lửa sang lưu vượt cha tờ chiếc xám nữa hai ba hồn tất bí. Lưu vượt những hoa tờ chiếc xí nhưng hai hồn tất hừng. Tất hừng lại lửa đông sao xí. Tất bí lại bí này bỏng hồn sao sòng. Bỏng nương chẳng ra báo bài hay lụ à. Bỏng nương chẳng ra báo về nát lụ lòng cơ ba mớ. Hai cờ sang trai khởi văn thiên hông mơ hai ba. Sửa phúc vờ lúc vờ sửa phạm bá lúc này. Tờ khen ót tù hơn cơ lửa. Nước bảy con nắng tờ quỳnh phương hâu. Nắng nắng tán tù ổ trụ nắng cuồng phây. Hết và phây mang sòng sạch đà thơ. Bị cắn cho nên chẳng kiểu cơ ba mắt to. Chứ đi những lại quang trụ thơ ba cưng xú em hạ ải. Cho lại trong báo con xào giữa hai ba cưng xú ảo cơ ba mắt to. Hai cờ sang xa đi qua. Phú gia tà hát hai ba hà lảy mưu lý bên trăng. Thôi sẵn bên chế phương hẹn chất đi bì chết mật mà. Mất tổ trọng tinh là hiền thông. Sông đèn dứa hà lèn pha. Xu hồ phố thảo hở. Nắng tờ quỳnh phương kinh la chép cười văn thiên hâu. Lại bên nhà phờ hồ miếng cánh cắn cơ ba mắt. Chứ lại bên đùi sắc hồi miếng bước bấy. Chứ lại bên đùi sắc đùi kháy bớt xìa. Chứ lại bên đùi phờ hồ miếng ép đường hàng thầu cơ ba mắt nò. Xin cứ thay cáo lại mới ấu ải em ải nòng ba mê phi nòng. Sông bảng thám na sóng huyền sám xá phi nòng lắc chằm. Hát tờ nhân hát nhân phanh. Bái địa văn đàn thả lắm ngừa sửa lý dì hồ kiểm. Thảm này vừa cà lẻ tăng. Mắc khen tầm học môn cho em tụng một câu phát nặng bầu sau người. Phó lộ sẵn làn coi sóng phá cho nên sướng xuống khỏi và nhắm mê quang sáng ở xưa. Hai cờ thứ nhất sóng chúc hẳn từ hạt phần bánh hao. Là hai cờ hai cờ phần lành bánh cẩn to phần lón. Cái đồ những trai thần chân thần ngần. Chúc hẳn vô gia tàn mai là hảo hẳn hoàn dương diện sát bờ sở sở nhọc cho ba mớ. Chúc hở ái em ải nông comment pin long hao nắm với nản vòng bàng mô mô đi. Phật cả hảo hẳn hoàn dương đứng bên sẵn cừng. Nhưng mới sẵn hai khổng vướng quan trờ. Vẫn chơi phật chơi hảo cánh khăn hao tuổi hoa nâng sao phì. Mới là nơi ải em comment trên phương lái quá đó nơ. Như tất cả thể quý vị khách quý trân trọng và kính mến, có thể đáp lại những tình cảm của tất cả thể quý vị đã gia đình hạnh phúc của chúng ta. Còn những ly rượu nồng thay cho lời cảm ơn chân thành nhất tất cả thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin mời tất cả thể quý vị quan khách của chúng ta hãy cùng nhau rót những ly rượu của mình quý vị ơi, rót thật đầy và dâng thật cao. Kèm với đó là gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô dâu chú rể chúng ta trăm năm hạnh phúc bạc đầu nghĩa phúc thê. Chúc gia đình thông gia hai bên mãi mãi bền chặt được cả son nha. Xin mời tất cả thể quý vị chén rượu của quý vị đây quý vị ơi, dâng thật cao lên. Mới ải em ở trong mẹ hô, hóa bằng là sáng ở phay ải em ơi. Hóa khá dễ mới nhau thần, xúc hở dưới hạc và phanh hô. Để hạc em ta phùng lành, phanh em ta phùng đón. Chúc hợp vũ gia của ai, hảo hàn hoàn dưng bảy kỳ bà mát kỳ lầu lần thắng lâu. Chúc hợp ải em ở trong mẹ hô, phần hảo hàn hoàn dưng bếp nơ. Hảo hàn ải em trong mẹ hô nơ. Và để cảm ơn cảm thân thương của tập thể quý vị quan khách của chúng ta đã không quản ngại đường sự. Quý vị ơi! 1, 2, 3, được! 2, 3, chúc mừng hạnh phúc! Rồi vâng ạ, cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Một ít phút trên sân khấu đấy ạ. Để làm lớp phủ tục trăm năm hạnh phúc không về đổi thay. Vâng, quý vị có thể thấy cô dâu có thể thao có đẹp tên đấy vị ơi. Đẹp tên thì cho một chàng pháo tay thật lớn đi ạ. Cô dâu
sau chú rể bảo là chị ơi, hôm nay ngày vui, ngày hạnh phúc nên là hơi là xúc động, còn em không hôn đâu. Con được không có bị ơi, có hôn không ạ? Hôn thì trong trong có ăn thật lớn nha. Vâng, tức là trước khi vào làm việc thì xin hỏi bố tao của chú rể là hai bạn đã yêu nhau được lâu chưa? Chưa. Chú rể nói dối luôn đi ơi, chưa yêu nhau thì làm sao được không? Được là một đại lễ vô quý vô cùng sang trọng như hôm nay được không ạ? Nói lại cho tôi, hai bạn đã yêu nhau được lâu chưa? Lâu là bao nhiêu chú rể? 6-7 năm rồi. Dạ vâng, là 6-7 năm. Một tình yêu viên mãn đúng là để tiến tới hôn nhân, để tiến tới một đại lễ vương quy ngày hôm nay thì chắc hẳn là hai bạn cũng đã đủ hiểu nhau, đủ thông cảm, đủ chia sẻ đúng không biết ơi. Và xin mời hỏi thì có thể là hai bạn là trong 7 năm thì chắc phải là hôn nhiều hơn nhiều đúng không ạ? Không được ngại, dễ có thể không được ngại đúng không biết ơi. Hỏi con tao đi ạ. Một trong con tao phải lắng nghe được để cùng bố đi tôi đây. Dạ vâng ạ, MC có tên chắc chắn là hai bạn chưa hôn không bao giờ đúng không ạ? Cho nên là chưa có kinh nghiệm đâu chú ơi. À, chị mời cô dâu chú rể quay mặt vào nhau đi ạ. Nở những nụ cười thật tươi ạ, bốn mắt nhìn nhau lắm lưới đi ạ. Mời là cô dâu chúng ta sẽ phước nghe từ chân lên trên và từ trên xuống dưới xem bộ phận nào cứng nhất của chú rể để cô dâu có thể nâng tựa từ bây giờ đến ngoài mái đi ạ. Dạ vâng ạ, à, quá kinh nghiệm đúng không ơi? Một bờ vai vững chắc rồi để cô dâu ta nâng tựa từ nay đến năm mãi về sau đúng không ạ? Và xin mời chú rể hẹn từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên xem bộ phận nào mềm nhất của cô dâu đi ạ. Đây ạ, à, chưa có kinh nghiệm nhưng mà quá hiểu biết không quý vị ơi, một chàng có tay thật lớn để chúc mừng đi ạ. Quý vị hãy đồng thanh xô cùng em xin lập tên cho quý vị nhá. MC bắt đầu hô từ 1 trở về 3 là bắt đầu, hai bạn bắt đầu hôn. Không ngược lại từ 3 trở về 1, hai bạn bây giờ khép cách nhau ra ạ. Quý vị ơi, sẵn sàng chưa? 1 2 3 hôn đi ạ. Hôn môi cơ mà. Làm lại đi ạ. Hôn đi ạ, hôn đi ạ, để em xin đếm ngược lại từ 3 trở về 1 đi ạ. 3 2 1 chúc mừng hạnh phúc, một tràng pháo tay thật lớn nào, chúc mừng cho quý vị. Giờ vâng ạ, và xin mời cô dâu chúng ta sẽ trở về những hàng bàn hàng tiệc và nhận lại những lời chúc tốt đẹp nhất của toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời.